Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, có một cộng đồng bản địa cư trú lâu đời với phẩm chất tốt đẹp, tấm lòng trong sáng như cây quế, cây trò. Dân tộc Kho đã tu luyện cho mình những bản lĩnh dồi dào, thích nghi với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt nơi miền rừng núi vùng cao Trà Bồng. Với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt ấy nên hạt lúa, hạt nếp làm ra thật lắm gian nan. Để làm ra được cái ăn nhọc nhằn như thế nên tâm tưởng người Kho luôn biết ơn thần lúa đã cho cái rẫy của mình nhiều hạt. Khoảng cuối tháng 10 âm lịch hàng năm, khi cây lúa trên rẫy chín vàng thì tất cả dân làng họp lại và định ngày tổ chức Tết mừng lúa mới, hay còn gọi là Tết ngã rạ, để tạ ơn ông bà tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho dân làng có lúa đầy kho, bắp phơi đầy vàng. Sau Tết ngã rạ, khi mọi việc đã xong xuôi, gia đình làm ăn khấm khá và gặp nhiều may mắn, thì bà con tổ chức lễ hội ăn trâu. Lễ hội ăn trâu là một lễ hội rất lớn của đồng bào Kho nơi đây, và cây nêu chính là tâm điểm của lễ hội, là một loại cây linh thiêng và gắn bó với người Kho khi lên nương làm rẫy. Cây được trang trí tỉ mỉ và công phu, ở đó hội tụ và phô bày bản sắc dân tộc một cách rõ ràng, đậm nét. Và trong suốt mùa lễ hội, dân làng tụ tập đánh chiêng, đánh trống, hát xà ru, múa cà đáo xung quanh cây nêu thâu đêm suốt sáng, với mong muốn cầu xin các thần linh phù hộ cho cuộc sống dân làng được bình yên, sung túc. Tiếng trống, tiếng chiêng đã có từ thời xa xưa, nó trở thành huyền thoại của cội nguồn, làm nên một bản sắc riêng có của nền văn hóa nơi đại ngàn Trường Sơn. Văn hóa cồng chiêng của người Kho đã dần thấm đẫm và làm nên cái hồn của một dân tộc. Tiếng chiêng từ bao giờ đã gắn bó máu thịt với cộng đồng người Kho, kể từ khi họ sinh ra cho đến khi trưởng thành và trở về với ông bà tổ tiên. Tiếng chiêng luôn gắn kết chặt chẽ với vùng đồng bào nơi đây. Nó đã trở thành dòng máu chảy trong huyết quản, từ đó kết tinh thành các giá trị văn hóa, giàu bản sắc của đồng bào Kho. Trong lễ hội, nam giới thường dùng tấm choàng và dùng khố dài đến khoảng bắp chân, tua trang trí màu đỏ ở dọc biên và cuối khố, đầu được quấn bằng dải băng vải màu đỏ, tay cầm chiêng, một loại nhạc cụ linh thiêng chỉ được sử dụng trong tế lễ và các dịp lễ hội. Trang phục lễ hội của phụ nữ Kho khá rực rỡ, cũng tương tự như lễ cưới nhưng đơn giản hơn. Trên đầu dùng tua đỏ như cái màu gà thả trước trán và dùng lược cài hình bán nguyệt, có thắt tua nhiều màu thả xuống đến ót. Sau lưng có các tua thả xuống đến hông, để khi phô diễn các điệu múa sẽ tạo nên uyển chuyển thước tha. Cổ và hông được đeo những chuỗi cườm màu mang bản sắc rất riêng, không thể nhầm lẫn mà chỉ những người phụ nữ Kho mới có được. Quý vị đang thưởng thức âm thanh của tiếng chiêng, tiếng trống và làn điệu múa chào khách trong ngày hội mừng lúa mới của đồng bào Kho. Bên bếp lửa hồng, các bà, các cô gái vừa nấu bánh, vừa trò chuyện, thì không khí ngoài sân lại rộn ràng vui nhộn bởi các chàng trai đang phô diễn tài năng và sức mạnh của mình trong phần thi đấu chiêng rất sôi nổi và hấp dẫn. Người Kho xem đấu chiêng như một nghệ thuật đặc sắc, chỉ dành cho thanh niên trai tráng có đủ sức vóc và có tài diễn tấu. Bởi vì lối đánh chiêng như đấu võ, thể hiện sức mạnh, sự dẻo dai, nhanh trí của người tham gia thi đấu. Với tiết mục đấu chiêng đôi, âm sắc nhạc điệu càng thêm độc đáo. Người diễn sướng vừa chơi nhạc cụ giỏi, vừa có sức khỏe tốt để diễn tả những động tác mạnh mẽ như võ sĩ.
Người diễn thể hiện tinh thần thượng võ, vừa mang dáng dấp của nghệ sĩ, làm cho người xem thán phục, cổ vũ để họ trổ tài diễn xuất hết mình. Quý vị đang thực thức tiết mục đấu chiêng, một tiết mục rất hấp dẫn của đồng bào Co, huyện Trà Bồng. Càng về khuya, không khí của lễ hội càng nóng lên bởi men rượu ngây ngất nồng nàn, bởi làn má hồng của người thiếu nữ, hòa cùng tiếng chiêng trầm bổng vang khắp núi rừng. Người Co thân thiện, người Co hiếu khách, sẵn sàng tiếp đãi những quý bằng sản vật ngon nhất, bằng những ly rượu nồng nàn nhất. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay, nhưng người Co chia tay theo cách riêng của mình, bằng tiếng trống âm vang, nhịp trống mạnh mẽ và những điệu múa quyến rũ và đắm say lòng người, làm cho người ra về quyến luyến và hứa lòng mình sẽ trở lại với mùa lễ hội năm sau. Và các bạn, lễ hội dân tộc Co là sự hội tụ cao độ của các tinh hoa văn hóa Co, là nơi mà những gì hay nhất, đẹp nhất được tập hợp và phô diễn. Lễ hội chính là hình thức tỏ lòng biết ơn các thần linh và cũng là dịp để mọi người trong làng gặp gỡ, vui chơi sau những ngày tháng lao động vất vả.
Thông qua tiếng chiêng, các điệu múa cà đáo, các bài hát xà ru, người co bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với thần linh, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mong cho một năm mới lúa tiếp tục đầy kho, bắp được phơi đầy giàn, dân làng được ấm no, hạnh phúc.